Công an tỉnh xóa điểm đánh bạc tại huyện Đông Sơn. Tại huyện Hà Trung, bắt đối tượng buôn bán ma túy tổng hợp. Huyện Thạch Thành, chàng trai trở thành tỷ phú từ cây mắc ca. Sau đây là tin chi tiết. Tối ngày 15 tháng 4, Công an tỉnh đã bắt quả tang 10 đối tượng đang đánh bạc tại xã Đồng Thịnh, huyện Đông Sơn. Các đối tượng trên do Lê Đức Thuận, hay còn được gọi là Thuận Ca, 36 tuổi, trú tại xã Đồng Anh, huyện Đông Sơn cầm đầu, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba cây tại nhà Lê Thị Xuyên, 47 tuổi, trú tại xã Đồng Thịnh. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ hơn 22 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang tiếp tục điều tra làm rõ. Vừa qua, Công an tỉnh đã phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng buôn bán ma túy tổng hợp dạng đá. Đối tượng là Hoàng Văn Sơn, sinh năm 1988, trú tại đội 6 xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, chuyên buôn bán ma túy từ Móng Cái, Quảng Ninh về Thanh Hóa. Tại chỗ, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu giữ hơn 200 gram ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tang vật có liên quan. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng. Tại xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, người nông dân Phạm Hữu Tú được người dân quanh vùng mệnh danh là ông vua mắc ca bởi anh đang sở hữu vườn mắc ca trị giá hàng tỷ đồng. Từ năm 2006, anh Tú quyết định vay mượn 24 triệu đồng tiền vốn đầu tư vào trồng cây mắc ca. Vào mùa thu hoạch đầu tiên, anh đã thu được 5 tạ mắc ca với 20 triệu đồng và sau đó sản lượng tăng lên là 1 tấn rưỡi. Đến nay, vườn đồi của gia đình anh Tú đã có hơn 500 gốc mắc ca và gần 3 vạn cây giống có giá trị lên trên 2 tỷ đồng. Dự tính với 500 gốc mắc ca, mỗi năm gia đình anh có thể thu hoạch được 3 tấn quả. Giá bán tại vườn nếu là quả tươi có giá từ 70 đến 80 nghìn đồng 1 kg, hạt có giá từ 200 đến 300 ngàn đồng 1 kg, còn nhân mắc ca sấp xỉ 1 triệu đồng 1 kg. Mắc ca là cây đa chức năng, cây số 1 cho phát triển vườn đồi nhưng cũng là cây trồng rừng phù hợp. Hiện mô hình trồng mắc ca của anh Tú đang được Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành lập đề án phát triển nhân rộng trong vùng. Chụp ảnh và thực hiện các dịch vụ truyền hình theo yêu cầu của khách hàng bằng thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình. Hãy liên hệ đến số 0982 102 474. Chúng tôi sẽ thực hiện tốt nhất các yêu cầu về quay phim, PVC quảng cáo, clip ca nhạc, hình ảnh đẹp, chất lượng cao.